Anh có biết có một người Việt Nam sẽ đến đá bóng ở đây không? Anh ta vừa ký hợp đồng hôm qua đấy. Có, tôi có biết. Tôi đã đọc điều đó trên báo rồi. Người cô đã bắt đầu biết đến Quang Hải theo cách ấy. Ở thành phố Hiền Hòa nằm không xa biển Đại Tây Dương và dãy núi Pyrenees này, người dân cô không cuồng nhiệt bóng đá theo cách của người Paris. Cũng phải, họ không sở hữu Paris Saint-Germain mà chỉ sở hữu một đội hạng 2. Tuy thế, bóng đá đối với họ mang một ý nghĩa khác, tự hào. Và chả ai cấm họ mơ xa hơn. Trong giấc mơ đi xa hơn đó, họ chọn Quang Hải làm người tham dự hành trình. Chúng tôi đã đón anh ấy về câu lạc bộ của mình. Về câu lạc bộ, tất nhiên để chơi bóng. Nhưng câu lạc bộ với chúng tôi như một gia đình vậy. Chúng tôi quan tâm đến những cầu thủ của mình. Tất nhiên không phải như đứa trẻ 5 tuổi, nhưng chúng tôi sẽ dành cho anh ấy những vị trí tốt nhất. Cho đến phút này, chỉ có Quang Hải là không chịu lên tiếng. Cũng phải thôi. Ví dụ là mọi người chỉ biết nhớ đến em ở trên mạng xã hội gì đấy, mà em sẽ chứng minh mình là cầu thủ bóng đá và thể hiện chính thức. Và thể hiện để mọi người nhớ đến mình là một cầu thủ bóng đá thể hiện thật tốt. Một chặng đường mới với nhiều thử thách đang chờ đón Quang Hải. Như ông chủ tịch câu lạc bộ đá bóng Po cũng như huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ đá bóng đã chia sẻ, họ không chờ đợi một mạng xã hội bùng nổ với tên tuổi của Quang Hải, mà họ chờ đợi những bàn thắng đẹp, những sự đóng góp của Quang Hải trên sân bóng của câu lạc bộ đá bóng Po. Và người xem có thể đến đó để chiêm ngưỡng những bàn thắng của một tên tuổi mà trong suốt những ngày vừa qua thì người Pháp vẫn gọi là Messi của Việt Nam.